Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu tới mọi người một cái máy Lumix rất là đẹp. GX85. Cái hộp rất là phong trần ha. Nhưng mà mình sẽ khám phá bên trong của nó. Đây, sách hướng dẫn sử dụng Panasonic Lumix GX85. Rồi thì đây là em nó. Sẽ xem phụ kiện trước ha. Coi cái máy này nó còn lại cái gì. Đây là cái dây đeo. À, dây đeo Lumix G. Rồi thì nó chỉ có cái sạc cáp USB để cắm sạc thôi. Rồi thì cái máy này nó mới có da màu nâu ha. Đây. Ngoại hình rất là đẹp. Màu bạc da nâu, đặc biệt là cái ống kính của cái dòng này rất là cute ha, nhỏ gọn. Đây, gỡ cái nắp ra ha. Đây, cái ống kính phải nói là rất là đẹp. Đây, khi mình sử dụng thì mình xoay nó ra, nó sẽ lòi ra này. Tiêu cự từ 12 tới 32. Cảm biến M43 thì nó sẽ tương đương cỡ 24 tới 64. Rồi, ngoại hình con này nói chung là rất là đẹp. Chỉ có cái này nó có một cái vết nhỏ nhẹ đây thôi. Còn lại cái flat thì nó có một cái vết cấn rất là bé ở ngay đây. Thì bật flat mình sẽ là tí mình sẽ mở nguồn lên thử ha. Đây là ngoại hình bên bên trái của em nó nè. Đây, di đích thì em này sản xuất ở Trung Quốc. Đây, cục pin zin của nó. Mã là BLG10E. Cái máy này thì đã có dán màn hình rồi nè. Nói chung đánh giá con máy này thì cũng ít sử dụng ha, ngoại hình nó rất là đẹp. Mình sẽ mở thử cái lens ra. Đây, các bạn xem cái ngàm của nó ha. Rất là đẹp. Tức là không có sử dụng nhiều nè, không có lens, không có mở ra mở vô nhiều thì nó đẹp, không có bị trầy. Thiết kế rất là đẹp. Rồi, nút nguồn ở đây, mình bật nguồn lên thử.
Không có thể nhớ thì bỏ thể nhớ vô. Mấy cái M43 này thì lấy nét rất là nhanh. Màn hình có cảm ứng luôn. Chạm vào, zoom ra, zoom vào. Ngoài ra mấy con này nó còn có tính năng là mình bấm lên màn hình nó chụp luôn ha, chỉ cần chỉnh ở đây. Đó. Cực nhanh luôn. Đây, thì hiện tại những cái em máy này nó có cái mức giá khá là tốt. Dao động đâu tầm 10 triệu vậy đó. Mình thử đèn flash của nó ha. Rồi, ok. Bạn nào quan tâm cái em máy này thì liên hệ trực tiếp cho mình để có cái mức giá chính xác ha. Ok, xin cảm ơn và chào mọi người.